kính thưa quý vị bà con thân mến, đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây cũng có mặt tại đây, tại nhà chị Vinh. Thì chị mới sanh đứa bé ra 9 bữa thì chị ra đi vĩnh viễn, bỏ lại 3 đứa con. Hiện tại cũng không có cha để cho ông bà ngoại nuôi ha. Thì hôm nay thì cũng làm từng chị chính làm từng 9 ngày cho chị ha. Thì hôm nay cũng có thỉnh sư về đầu tụng kinh. Bên cạnh đó thì cũng có một anh YouTuber ở Vĩnh Châu, đó là anh Lâm Khánh Vlog, cũng gửi Thắng Miền Tây 1.000.000 đồng để gửi đây cúng biếu cho gia đình, có thêm kinh phí để làm đám cho chị và lo cho hai đứa bé đi ăn học ha. Hiện tại thì gửi cho ông bà ngoại nuôi. Thì Thắng Miền Tây cũng có mặt tại đây, thì cũng do anh Khánh cũng thấy trên clip của Thắng Miền Tây, cũng động lòng, anh cũng có cái tâm Bồ Tát để gửi đến gia đình một chút nho nhỏ để làm cho chị ha. Thì mời quý vị cùng Thắng Miền Tây vào bên trong lại xem buổi làm đám của chị Vinh, mắc 33 tuổi này, bỏ lại 3 đứa con nhỏ như thế nào. Thì mời quý cô chú anh chị cùng Thắng Miền Tây vào vô tìm hiểu gia đình ha. Đây, bà ấy này đang chiên vịt đó, ngày sau của chị nè đó. Thì hiện tại thì còn có hai ông bà thôi đó. Chị cũng ra đây bỏ lại 3 đứa con nhỏ ha. Đây, mấy cô trong xóm mấy cô con xóm cũng tiếp lại gói bánh tráng đây, gói cuốn. Hiện giờ sư cũng đang lợi ha quý vị, tí nữa sẽ tới giờ sẽ tụng kinh. Đây thì con của chị nằm trong cái mùng này. Đó, bỏ lại 3 đứa con, hai đứa kia cũng còn nhỏ thôi, chưa có lao động gì được hết. Ông bà ngoại thì ông thì đi làm công quả, bà thì đi dặm lúa làm thê để nuôi thôi. Gia đình cũng chống trước hụt sau. Bữa nay làm từng 9 bữa cho chị Vinh ha chú. Dạ. 9 bữa cho Vinh. Dạ, chị Vinh ha. Chị Vinh. Hồi mất là 33 tuổi. Dạ, thì hôm nay con lại tới đây thì cũng có ở Vĩnh Châu anh, ảnh cũng làm vlog á. Ảnh cho con lại đây để ghi hình. Đây sư cũng lại ha. Đó mấy bà lại cũng thắp hương. Đây bà ngoại cũng tiếp phụ nấu nướng để làm từng 9 bữa cho chị ha. Thì bữa nay cũng làm từng 9 bữa cho chị ha. Thì cũng anh Lâm Khánh coi được cái clip, anh Lâm Khánh Vlog cũng coi được cái clip đó, thì cũng gửi đến Thắng Miền Tây để Thắng Miền Tây đại diện anh đem lại tới trao cho gia đình. Thì cũng rất là cảm ơn anh
Lâm Khánh Vlog luôn ở Vĩnh Châu. Thì hôm nay cũng làm từng chị chắc mình quay cái clip này là cũng như là clip làm từng 9 bữa cho chị. Sau này chắc mình không có vô quay đây nữa, bởi vì cũng nghe bà ngoại của mấy cháu bé nói là người ta không cho quay nữa hết quý vị, bởi vì do cái địa phương cũng không có cho quay tiếp tục nữa. Thì sẵn mình cũng lỡ nhận tiền của anh Lâm Khánh rồi, nên mình lại đây chia sẻ một đoạn này nữa, một cái video này nữa thôi. Thì mình cũng sẽ tạm ngưng cái hộ gia đình này, thì mong quý vị cô bác cũng thông cảm ha. Thì còn nhiều cái hộ gia đình khác cũng trông chờ vào để giúp đỡ thôi. Thì mong cô bác anh chị cũng thông cảm. Đây là sư đang tụng kinh. Làm cũng không có nhiều mâm, làm có một mâm, hai mâm thôi quý vị. Thật ra thì kênh Vlog Thắng Miền Tây đó quý vị, thì trên fanpage quý vị cũng biết một ngày không dưới 10 cuộc gọi để đi giúp đỡ tỉnh này tỉnh kia. Thật sự là mình cũng không có kinh phí nhiều quý vị, mình cũng mạnh thường quân cũng yếu lắm, bởi vì mình cũng không có giúp được ai nhiều quý vị. Thì do cái cô chú anh chị em gần gần thôi, ở trong xứ mình hoặc là anh em giúp đỡ ngầm thôi để cho mình có kinh phí đi quay thôi. Thật sự là nhiều anh em cũng điện cho mình rất là nhiều quý vị, mình không có đi tới đó cũng mong cô bác anh chị cũng đừng có buồn ha. Thì không thể là một mình làm sẽ xiết hết được quý vị, thì cũng nhờ cô chú anh chị cũng gần gần nơi mình sinh sống nè, ở trong xứ mình đó, cũng người ta cũng âm thầm đóng góp nho nhỏ, người ta để cho mình đi quay những hoàn cảnh thấy khổ thật sự thì mình giúp đỡ thôi bằng cái số tiền nho nhỏ thôi, cũng không có được nhiều. Thì thành ra cũng có nhiều hộ điện cho Thắng Miền Tây, bởi vì Thắng Miền Tây cũng chưa có cái phước đó, cũng như chưa có duyên đó để giúp đỡ những hoàn cảnh. Nhưng cái tâm mình thì luôn luôn lúc nào cũng hướng về những người khổ sở, mình vô mình kiểm khảo sát và thấy khổ thật thì mình sẽ giúp đỡ cái đồng tiền của anh chị cho mình để đi tiếp tục cái hoàn cảnh khác. Hiện tại giờ thì cũng nghe nói mấy anh làm việc ở đây cũng không cho ghi hình nữa, thì tại có anh Khánh Vlog ở Vĩnh Châu cũng có gửi nhờ mình đem lại tới đây số tiền cũng là 1 triệu đồng, cũng thành ra mình tiếp tục lại để tới quay một lần này nữa, mình sẽ đi những hoàn cảnh khác ha quý vị. Thì Thắng Miền Tây cũng trước giờ cũng ít có quay hoàn cảnh, quay về chùa thì nhiều đó. Thì tại bây giờ thì người ta điện kêu quá, thành ra mình cũng cố gắng để tiếp tục lại đây ghi hình cho quý vị xem. Thank you.
Đây ông Lục đang tụng kinh ở trước các quý vị. Ở đây thì hàng xóm tiếp người tay chân để đãi khách cũng không có làm nhiều, cũng có một mâm hai mâm gì đó để cho chị chín bữa. Thì cháu bé hiện tại đang làm trên giạc đó cũng được nửa tháng rồi, 14-15 bữa đó, cũng mới có được 14-15 bữa cũng ra đi, chị cũng ra đi vĩnh viễn, không còn thấy cháu bé nữa. Đây là một mâm để cúng đất đai và cho sư ha. Sư chị thứ tư bị bệnh, chị thứ tư bị bệnh rồi quý vị. Đó, người bé nằm. Mưa nã không mỏi bay cái chào. Để sư tụng kinh xong thì Thắng miền Tây sẽ cho một số tiền của anh Khánh Quy Lấp ở Vĩnh Châu đã gửi cho Thắng miền Tây đến đây. Thì hiện tại giờ thì ông ngoại bé cũng đang lại sư ha, đang tụng kinh. Thành ra mình không có tiền đưa, tí nữa sẽ mình trao số tiền của anh cho ông ngoại bé. Sư tụng kinh cũng đã xong, bắt đầu tới đãi tiếp các hàng xóm mời lại đến tham dự làm từng chín bữa cho chị hết trơn. Quý vị đứa 9 tuổi, đứa 5 tuổi và một đứa nữa là mới có 15 ngày tuổi ha quý vị. Hiện tại giờ cũng mấy cháu đi chơi rồi, không có ở đây nữa quý vị. Có mấy chị này cũng tiếp trong xóm nè. Ở vậy là đứa lớn là 9 tuổi, đứa nhỏ cái đứa kế là 5. Rồi đứa sau này là 15 ngày. 17 ngày. Đó. Không có nữa, người ta lấy cái chén nước mắm chua để đây kế bên luôn, lên người ta vừa tiếp, người ta vừa ăn là tới đó là khỏi lên mâm luôn. bữa nay mình làm mấy mâm ha? Mà anh puốc là bay puốc. Bữa nay bên chồng của chị có ai lại không chứ?
thì bên chồng cô chắc cũng gần đây, chắc cũng không có qua luôn, không có lợi luôn ha. Đó thì chỉ có mấy cô hàng xóm lại tiếp thôi, người ta ăn chân thôi, còn có ba mâm thôi vậy. Đó là đứa này là thứ hai phải không? Đây là đứa con thứ hai của chị nè quý vị. À, con đi đâu chơi mấy hoài vậy? Hả? À, rồi em con đâu? Đứa nữa. Thả diều rồi ha. À. Ồ kìa, thả diều đâu, ngủ đây nè, quên nữa nè. Đó quý vị. Đứt ruột không? Đó là cái đứa này thứ hai, đứa bé này thứ hai, đứa đang nằm là thứ ba, ở đây là thứ tư, thì mới có 15-16 bữa thôi quý vị. Đó thì hiện tại thì chị Tư cũng bệnh rồi, đang đi chích đi gì rồi, thành ra mình không có hỏi chuyện được nhiều. Rồi ai đưa con đi học? Ông ngoại đưa đi học. Trường tiểu học An Lạc C hả con? Ở An Hiệp, Hiệp C. Ở trường An Lạc Xí Sáp. Nó thức kìa, em thức kìa, là lớn quá nó thức. Đó thì có ba anh em, mà chị ra đi thì bỏ lại ba anh em. Người này bé này thì chị thứ hai, còn bên bển thì đang nằm thứ ba, bé nhỏ nữa. Đó thì mới có 15-16 ngày tuổi gì đó. Đó thầy đứt cuộc không quý vị. Ở đây thì cái chuồng gà chí hẹo, không có đường ra trước luôn quý vị. Đó xung quanh này có một khoảnh này thôi. Đó. Hôm nay thì có anh Lâm Khánh Vlog ở Vĩnh Châu, cũng thấy Thắng miền Tây đưa lên cái clip này, cũng chị Vinh nó mất 33 tuổi, bỏ lại ba đứa con, thì anh cũng động lòng, anh cũng nhờ Thắng miền Tây đem lại tới đây để trao, để cho hai đứa cháu tiếp tục ăn học, và ấy bây giờ cũng anh cũng gửi 1 triệu đồng thì Thắng miền Tây cũng đem lại tới đây để trao cho gia đình của chị và hai đứa con của chị ha. Sẵn bữa nay cũng làm từng 9 bữa cho chị. Thì anh Lâm Khánh Vlog ở Vĩnh Châu, thấy con đưa lên cái clip thì chị qua đó, cũng được anh Lâm Khánh gửi họ gia đình mình 1 triệu, thì hôm nay con cũng trao tận tay cho ông ha. Thì chúc gia đình ông cũng ăn Tết rất là ha, gắng lo cho hai cháu ăn học. Thì một clip này con lên nữa là một clip cũng như là con kính tính tiếp tục con quay để thì giúp đỡ ông, nhưng mà nghe bà nói là bị ở đây địa phương người ta cũng không cho quay nhiều đó, thì con cũng không có, cũng tạm ngưng video ở đây. Thì anh Lâm Khánh Vlog gửi ông 1 triệu, ông có lời gì cảm ơn đến anh Lâm Khánh không? Thì đây cũng gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Khánh ở Vĩnh Châu ha. Dạ. Cho chúc cho chú được sức khỏe, người nhà sức khỏe trong Tết nay, được an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Dạ dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thì hôm nay thì Thắng miền Tây cũng lại tới đây để trao tận tay của anh Lâm Khánh ha, đã cho Thắng miền Tây đại diện. Thì cũng một lần nữa thì Thắng miền Tây cũng xin khép video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Dạ dạ, không có gì. Dạ, chúc bà cũng nhiều sức khỏe ha bà. Dạ. Dạ dạ. Không có gì đâu. Dạ. Thôi xin cứu mấy chị mấy cô ha, xin về. Đó thì ở đây thì còn người hàng xóm không à quý vị. Thì ba dạ không có gì. Đó thì tính tiếp tục lại đây để ấy, mà nhưng vậy thì thôi, làm một clip này cũng được rồi. Dạ dạ. Dạ. Thì Thắng miền Tây tới đây cũng xin khép lại video tại đây. Chúc cả nhà một ngày mới ha. Nhiều sức khỏe. Chào mấy anh về nhé. Dạ. Dạ dạ. Thì làm một clip này thì thôi, thì Thắng miền Tây cũng xin khép lại tại đây. Cũng bữa nay cũng làm từng 9 bữa cho chị ha quý vị.
Đó thì chúc cả nhà một cái Tết thật sum vầy, an khang, bằng an tiến tới ha. Xin chào mọi người, hẹn video tiếp theo của Thắng Miền Tây.